Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài 3 của môn nhập môn lập trình game. Ở trong phần 2 của bài học tìm hiểu về Rigidbody 2D, Collider 2D ở trong dự án game của Unity. Ở trong nội dung của bài học chúng ta sẽ xem xét về Rigidbody 2D là gì, các thuộc tính ở trong Rigidbody 2D, Collider 2D là gì, các thuộc tính ở trong Collider 2D và các loại Collider 2D. Trước đây chúng ta sẽ xem xét các tổng quan của Rigidbody 2D. Rigidbody 2D là một cái thành phần được Unity cung cấp để mô phỏng các hiệu ứng vật lý cho 2D sprites. Rigidbody 2D có thể được thêm vào ở trong Game Object bất kỳ ở trong cái scene và tạo ra các hiệu ứng vật lý cho Game Object. Và sử dụng Rigidbody 2D sẽ giúp các lập trình viên không cần phải viết mã phức tạp hay là các công thức hay là thuật toán, tính toán, mô phỏng các tính chất vật lý như là tính gia tốc, ma sát, trọng lực, mô men sáng, vân vân. Rigidbody 2D sẽ cung cấp 3 mức mô phỏng vật lý ở trên Game Object. Dynamic Body Type cho phép là Game Object có đầy đủ các cái thuộc tính vật lý mà Rigidbody 2D cung cấp. Game Object sẽ có đầy đủ các thuộc tính vật lý như là bị trọng lực tác động, bị di chuyển khi va chạm, vân vân. Và trong hình là các cái thông số của Rigidbody 2D thì chúng ta sẽ xác định là Body Type là Dynamic, và lúc này thì xác định Material tức là cái nguyên vật liệu ở cho cái Body 2D và cho cái Game Object của chúng ta, và xác định một số các cái thông số khác. Xác định Kinetic Body Type, tức là trong này thì chúng ta sẽ xác định là Kinetic là tương tự như là Dynamic Body Type. Tuy nhiên việc xác định mô phỏng các cái hiệu ứng vật lý có xảy ra hay không sẽ do lập trình viên điều khiển thông qua các cái mã tương ứng. Kiểu Static Body Type thì Game Object vẫn được mô phỏng và áp dụng các hiệu ứng vật lý, tuy nhiên Game Object sẽ luôn đứng yên. Và lúc này thì chúng ta có thể là xác định là Static. Tiếp theo xem xét các thuộc tính cơ bản của Rigidbody 2D thì lúc này chúng ta sẽ thấy được là danh sách các thuộc tính của Rigidbody 2D. Là đây là Stimulated, UseAutoMass, Mass, LinearDrag, AngularDrag, Gravity Scale, Collision Detection, Sleeping Mode, Interpolate, Constraint và Info. Thì đây là một số các thuộc tính được hỗ trợ bởi Rigidbody 2D. Xem xét chi tiết các thuộc tính. Mass là khối lượng, thì đây là khối lượng của vật thể, và nếu mà chúng ta muốn vật thể có cái độ nặng hơn so với sức nặng hoặc là lực tác động thì chúng ta có thể là điều chỉnh giá trị này. Thì khối lượng lớn sẽ làm cho vật thể ở trong game khó di chuyển. LinearDrag tức là trở kháng tiến tính, thì đây là một cái mức độ trở kháng vật thể trước sức đẩy tiến tính, và chúng ta xác định càng cao thì vật thể càng chậm lại nhanh chóng khi không có lực tác động, hay nói một cách khác là lực cản không khí khi vật di chuyển. AngularDrag là trở kháng góc, là tương tự như LinearDrag nhưng áp dụng cho việc xoay của vật thể thay vì di chuyển tiến tính, hay còn gọi đó là lực cản khi xoay trong không khí. Gravity Scale tức là tỷ lệ trọng lực, thì xác định mức độ ảnh hưởng của trọng lực lên vật thể, và giá trị này có thể được điều chỉnh để làm cho vật thể nặng hơn hoặc là nhẹ hơn dựa trên cái tỷ lệ so với trọng lực mặc định. Collision Detection là phát hiện va chạm, xác định là cái cách Rigidbody phát hiện và xử lý va chạm. Có các cái tùy chọn như là Continuous, Continuous Dynamic, Degrade và ảnh hưởng đến chính xác của việc là phát hiện va chạm dựa trên cái tốc độ và các yếu tố khác. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét tổng quan về Collider 2D. Collider 2D là các thành phần được cung cấp ở trong Unity để định nghĩa các hình dạng của một cái game object cho mục đích là va chạm vật lý. Collider không được nhìn thấy ở trên game, và Collider chỉ cần định nghĩa hình dạng gần đúng với cái game offset và ước lượng chi tiết hình dạng của game offset ở trong game. Và có nhiều loại Collider khác nhau, có cái tên kết thúc bằng là 2D để dễ hiểu, là hỗ trợ cho các Game Object, tức là đối tượng Game Object ở trong cái game 2D. Collider 2D là cái thành phần đi kèm với Rigidbody 2D để mô phỏng cái vùng va chạm vật lý giữa các cái đối tượng game. Trong quá trình là làm việc với Rigidbody 2D và Collider thì chúng ta lưu ý là lựa chọn UseAutoMass để là tự động đặt cái khối lượng của Rigidbody 2D dựa theo là Collider 2D, thì lúc này chúng ta có thể là sử dụng UseAutoMass. Tiếp theo xem xét các cái loại Collider 2D thường dùng. Circle Collider thì ở đây thì xác định theo cái hình tròn, đó là sử dụng Circle Collider cho các cái game offset có cái hình tròn. Tiếp theo là Box Collider 2D là sử dụng Box Collider 2D cho các cái vùng va chạm hình vuông hoặc là hình chữ nhật, thì chúng ta sẽ thấy là xung quanh này xuất hiện các cái đường viền ở xung quanh, và đường viền này là theo cái dạng đó là hình hộp hay là hình chữ nhật hay là hình vuông. Với các cái loại thể hiện cái hình va chạm phức tạp thì chúng ta có thể là sử dụng Polygon Collider 2D. Thì Polygon tức là thể hiện một cái hình đa giác, là sẽ chạy dọc theo cái hình dạng của hình để mà thể hiện những cái va chạm mà chính xác hơn. Và lúc này thì các cái không gian của cái game offset sẽ có một cái dạng hình tự do. S-Collider 2D là sử dụng S-Collider 2D cho các hình phức tạp như là gợn sóng hay là góc cạnh, thì lúc này thì chúng ta sẽ là thiết lập các cái dạng S-Collider 2D. Dạng tiếp theo đó là Capsule Collider 2D là sử dụng Capsule Collider 2D cho các vùng va chạm dạng hình tròn hoặc là hình thoi, thì lúc này chúng ta có thể là thực hiện điều chỉnh bằng cách là kích vào Edit Collider và sẽ xem xét các cái hướng và lựa chọn để cho phù hợp, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là các cái nút hình vuông xuất hiện nhỏ ở trong tại các cái góc cạnh của cái Collider 2D, và có thể là di chuyển vào và thể thực hiện là điều chỉnh cái kích thước. Composite Collider 2D là bộ định dạng hỗn hợp, thì lúc này có thể là sử dụng Composite Collider 2D là sự kết hợp giữa Box Collider 2D và Polygon Collider 2D để tạo ra các cái hình dạng kết hợp giữa nhiều các cái dạng thức khác nhau. Khi thực hiện là thiết lập sự kiện va chạm vật lý giữa hai game object ở trong một trò chơi thì chúng ta lưu ý đó là xem xét Collider Components để bảo rằng cả hai game offset đều có các cái Collider Component phù hợp, và đối với va chạm của 2D tức là 2D thì có thể là sử dụng các cái loại Collider như là Circle Collider 2D, Box Collider 2D, Polygon Collider 2D. Khái niệm về Trigger và Collider. Bên cạnh khái niệm Collider thì Unity cũng đưa ra một cái hình thức va chạm giữa hai cái game offset, đó là Trigger. Đây là một cái loại va chạm đi xuyên qua nhau và có thể sử dụng cái chuyển đổi giữa hai cái va chạm Trigger và Collider bằng cái tùy chọn đó là E-Trigger ở trong cái cửa sổ Inspector của cái Collider. Và như vậy trong nội dung của bài học thì chúng ta đã xem xét về Rigidbody 2D là gì, các thuộc tính ở trong cái Rigidbody 2D, Collider 2D là gì và các thuộc tính ở trong cái Collider 2D và các loại Collider. Và như vậy chúng ta kết thúc nội dung của bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo. Để giúp cho kênh ngày càng phát triển và cung cấp các kiến thức hữu ích cho tất cả các bạn thì rất mong nhận được là subscribe, là đăng ký kênh và tham gia cái chương trình thành viên của tất cả các bạn. Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của tất cả các bạn.